Chào anh chị em, hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị em một sản phẩm không thể thiếu đối với những anh chị em nào mà thích đi phượt, làm công trường, sửa chữa, câu cá hoặc là cảnh báo trên đường khi có vấn đề về giao thông. Đó là chiếc đèn pha năng lượng mặt trời xách tay, dòng này thì có hai mã là 50W và 100W. Ở dòng này thì có nhiều cái ưu điểm như là kích thước nhỏ gọn, rất là tiện lợi khi di chuyển, có thể để trong ba lô hay xách tay, rất là nhẹ. Dòng này thì có cái sạc pin năng lượng mặt trời hoặc là sử dụng cái cáp micro USB 5V. Đặc biệt nữa là cái dòng này thì tấm sạc của nó thì có thể sử dụng để sạc điện thoại hoặc là các thiết bị mà cùng đầu nguồn vào là 5V. Đèn này thì có cái pin cái dung lượng là 6.600 mAh với loại 50W và 12.000 mAh với loại 100W. Đèn thì có 4 chế độ LED là sáng trắng với 100% công suất, sáng trắng 50% công suất, sáng trắng 20% công suất và LED xanh đỏ cảnh báo. Thì những cái chế độ này được thay đổi bằng cách là bật tắt công tắc đèn. Đèn này có ở chống nước và chống bụi theo tiêu chuẩn IP65 và lớp kính cường lực rất là chắc ở bên trên mặt đèn. Ngoài ra thì đèn còn sử dụng cái chip LED SMD2835 cao cấp. Ok, đó là tất cả những cái ưu điểm về cái sản phẩm này. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng để lại comment bên dưới hoặc là vào trong shop đặt hàng giúp em. Xin chào anh chị em.